Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Tarot của Quy. Và mình rất biết ơn các bạn vì đã chọn xem video của mình giữa hàng ngàn cái video ngoài kia ha. Hôm nay cũng đã là cuối tháng 8 rồi nên mình sẽ làm về chủ đề tổng quan năng lượng của tháng 9 ha. Để xem là có điều gì thay đổi sẽ đến hoặc là có điều gì mới cho các bạn trong tháng 9 này ha. Rồi bây giờ thì các bạn hãy chọn cho mình một tụ bài với ba cái hình ảnh đại diện cho ba tụ ha. Và để mà chọn tụ được chính xác á, thì các bạn lưu ý là đừng chọn theo hình ảnh hoặc là màu sắc mà các bạn yêu thích, mà hãy chọn theo cái sự thôi thúc của trực giác, vì như vậy thì nó sẽ chính xác hơn ha. Các bạn cũng có thể hít thở sâu, cũng có thể nhắm mắt lại, đặt câu hỏi trong đầu của mình và sau đó chọn cho mình một tụ mà các bạn cảm thấy có sự thu hút nhất ha. Rồi, nếu mà bạn nào vẫn chưa chọn tụ xong á, thì các bạn có thể tạm dừng cái video này lại và chọn cho mình một tụ ha. Bây giờ thì chúng ta cùng vào trải bài với các bạn tụ 1. Xin chào các bạn tụ 1. Bây giờ thì chúng ta cùng vào trải bài để xem là tổng quan năng lượng tháng 9 này của các bạn sẽ như thế nào ha. Và vì đây là trải bài theo năng lượng chung nên mọi trải bài chỉ mang tính chất tham khảo. Vì vậy mình mong là các bạn hãy lắng nghe thật cởi mở, thật khách quan và hãy chọn lọc những thông điệp mà nó phù hợp với câu chuyện của các bạn thôi ha. Không cần phải gán ghép tất cả vào nếu như mà nó không đúng nha. Rồi mình sẽ xem các lá tarot trước ha. Các bạn có Ten of Pentacles, 10 tiền, Page of Swords, Four of Swords và các bạn có The Hermit. Năng lượng của các bạn tụ 1 nó khá là trầm, nó khá là tĩnh lặng á. Kiểu là trong tháng 9 này á, nó sẽ là một cái tháng mà hơi slow motion của các bạn tụ 1. Có nghĩa là mọi thứ nó sẽ chững lại, mọi thứ nó sẽ chậm lại, nó sẽ ngưng lại ha. Nói chung là nó sẽ, cái nhịp của tháng 9 này nó sẽ rất là chậm. Mình thấy nó chậm lại vì hai lý do. Thứ nhất là các bạn, cái sự chậm này là vì các bạn được tặng cho một cái khoảng thời gian để cho các bạn có thời gian ở bên gia đình của mình nhiều hơn, có thời gian để ở bên những cái người thân thương, những cái người quan trọng với các bạn nhiều hơn. Và cái thứ hai nữa là cái khoảng thời gian này mọi thứ nó chững lại để cho các bạn soi rọi lại cái nội tâm của mình, để cho các bạn nhìn lại, quán chiếu lại những cái suy nghĩ bên trong của mình. Vì là các bạn cần suy nghĩ lại cái con đường phía trước của mình á. Các bạn được cho cái khoảng thời gian này để mà các bạn suy nghĩ là tiếp theo các bạn cần làm gì nè. Hoặc là các bạn muốn tạo ra cái gì, hoặc là các bạn muốn xây dựng cái gì cho tương lai, cho bước tiếp theo á. Thì cái khoảng thời gian này nó chững lại để cho các bạn làm cái điều đó ha. Và có được cái khoảng thời gian để ở bên gia đình và người thân thương của mình nữa. Rồi, để mình xem tiếp cái lá tarot này ha. Các bạn có Renewal, King of Earth, Eight of Earth, Bộ Xu và The Dreamer. Renewal, tháng 9 là một cái khoảng thời gian mà phải nói là dành toàn bộ cái khoảng thời gian tháng 9, hầu hết luôn á, hầu hết cái tháng 9 luôn là các bạn sẽ dành thời gian để mà đánh giá lại mọi thứ á, để mà các bạn có năng lượng, có tinh thần, có mục tiêu, có định hướng để chuyển sang một cái hướng mới cho cuộc đời của mình. Có thể là một số bạn tụ 1 đang đứng giữa ngã tư đường,
hoặc là các bạn đang phân vân trước một cái sự thay đổi nào đó. Và mình thấy ở đây đa phần là những cái sự phân vân về công việc hoặc là tài chính ha, phần lớn là về công việc. Thì cái tháng 9, cái sự tĩnh lặng của tháng 9 này nó sẽ như là một cái món quà để cho các bạn có thể xem xét lại, để đánh giá lại cái hướng nào là tốt cho các bạn, cái khởi đầu nào là cần thiết cho các bạn ha. Vì các bạn có lá Dreamer nè, nó là một cái sự cổ vũ các bạn theo đuổi ước mơ, và một cái sự cổ vũ rằng là các bạn hãy tin vào bản thân của mình, tin vào khả năng của mình nhiều hơn ha. Và ngoài cái việc là các bạn xem xét lại cái hướng đi tiếp theo cho mình, thì bên cạnh đó là các bạn còn phải xem xét là các bạn cần trau dồi cái gì cho cái hướng đi đó. Ví dụ như các bạn muốn là tiếp theo các bạn sẽ học một cái gì đó, thì các bạn cũng cần phải xem xét là để học được cái đó thì các bạn cần những yếu tố gì để mà trau dồi thêm cho cái việc học đó nó thuận lợi và nó được vững vàng hơn á ha. Nếu mà các bạn thật sự là các bạn xác định đúng và các bạn biết là mình cần trau dồi cái gì, thì các bạn sẽ giống như là các bạn sẽ mở ra một cái cánh cửa mới vô cùng tốt đẹp cho cái công việc hoặc là cái tài chính hoặc là cái việc gì đó mà các bạn đang phân vân đó ha. À, để mình xem cái lá clo các bạn có priority. Các bạn có the way. Và the dark. The dark lại là một cái khoảng nghỉ nữa nè. Nói chung các lá bài nó lặp lại rất nhiều về cái việc là tháng 9 này là một cái khoảng nghỉ cho các bạn luôn á. Và chính vì nó là một cái khoảng nghỉ, một cái khoảng thời gian cho các bạn chững lại, nên nó sẽ là một cái thời điểm đẹp để cho các bạn gửi cái tình yêu thương, gửi năng lượng yêu thương cho những người thân trong gia đình của các bạn hoặc là cho những người mà các bạn yêu quý ha. Nó giúp các bạn kết nối được với những người đó nhiều hơn và cũng sâu sắc hơn. Thậm chí là nếu mà có một cái trước đây có những cái hiểu lầm, những cái xích mích nào đó, thì với cái sự kết nối này các bạn cũng sẽ gỡ được cái sự giải tỏa, giải quyết được cái sự xích mích trước đó ha. Nếu mà có thì mình thấy là các bạn tụ một cũng không có quá nhiều xích mích hoặc là mâu thuẫn với gia đình đâu. Thì trong tháng 9 này á, thì chỉ là một cái cơ hội để cho các bạn có thể gần gũi và bày tỏ tình yêu nhiều hơn ha. Thì cũng chính vì vậy mà cái tháng 9 này nó được xem là một cái nốt trầm trong cái nhịp sống của các bạn. Nhưng mà một cái nốt trầm nhưng mà nó rất là quan trọng nha, vì nó giúp cho các bạn có thể lắng nghe được trực giác nè, các bạn có thể biết được điều gì mà bạn cần loại bỏ trong cuộc sống, đồng thời các bạn cũng biết được là điều gì mà các bạn cần phát triển để mà tiến lên phía trước ha. Ở đây có một số bạn có thể là một số bạn tụ một, có thể là các bạn đang bị quá tải về một vấn đề gì đó, có nghĩa là đang phải suy nghĩ nhiều hoặc là đang phải chịu áp lực nhiều về một cái vấn đề gì đó. Có bạn thì là công việc phải làm quá nhiều nè, làm quá tải nè, hoặc là có bạn thì tự tạo áp lực vì cái giai đoạn này không có kiếm ra được thu nhập chẳng hạn ha. Thì dù là vấn đề nào thì cái tâm trí của các bạn có thể là nó cũng đang bị quá tải á, thì các bạn cần điều chỉnh lại cho mình những cái tìm hiểu về những cái cách mà điều chỉnh lại cảm xúc hoặc là điều chỉnh lại cái lịch làm việc của mình và cho mình thư giãn hơn, giải tỏa nhiều hơn để mà bớt cái để mà bớt đi những cái năng lượng tiêu cực đó ha. Rồi, ok. Mình xem các lá Oracle ha. Các bạn có T-shirt Pisces.
impasse, refresh and release your energy và gaze of triumph. Các bạn cứ hãy cứ lời khuyên cho các bạn đó là các bạn hãy cứ tin tưởng rằng là có một cái kế hoạch thiêng liêng đằng sau cái sự chững lại của tháng 9 này ha. Và các bạn hãy tận dụng tháng 9 để mà nắm bắt cái thông điệp ở bên trong, nắm bắt thông điệp từ higher self của mình và nắm bắt thông điệp ý tưởng cho cái chặng đường tiếp theo của mình ha. Và hãy tin rằng mọi sự chững lại là mục đích là để cho các bạn nạp lại năng lượng, tái tạo lại năng lượng cho mình để mà các bạn sẵn sàng cho những gì đang đến ở phía trước. Bởi vì sau một cái giai đoạn chững lại nào á, nó cũng đều sẽ có những cái trải nghiệm, những cái bài học phía trước chờ các bạn, chờ cho các bạn trải nghiệm nó ha. Impressive cũng là một cái lá đánh giá lại nè các bạn. Thì thay vì các bạn tập trung vào những gì không hiệu quả của bản thân mình trong quá khứ hoặc là những cái lỗi lầm của bản thân mình trong quá khứ, thì các bạn hãy tập trung vào cái điều cần thiết để tạo ra một cái kết quả cho tương lai tốt hơn. Nếu mà các bạn càng tập trung vào những cái tiêu cực, những cái lỗi lầm của mình á, thì các bạn sẽ không nhìn ra được là cái hướng tiếp theo các bạn cần phải làm gì, các bạn cũng không nhìn ra được là các bạn sẽ giải quyết như thế nào. Thì các bạn hãy hướng cái sự chú ý của mình, cái sự tập trung của mình vào những cái gì mà các bạn cần thiết để tạo ra một cái tương lai tốt đẹp hơn ha. Thì sau cái giai đoạn này nó sẽ là gap triumph, một cái nguồn năng lượng khá là tốt á. Khi mà bạn đã biết xem xét lại nè, biết buông, biết giữ và biết những cái điều mà cần khắc phục, cần trau dồi á, thì lúc đó cái cánh cửa thành công nó sẽ rộng mở với các bạn ha. Xem các bạn có Cupid, Creative Project và các bạn có Reward Yourself. Rồi. Một cái lời nhắn cho các bạn từ các vị thiên thần đó là cái giai đoạn chững lại của tháng 9 này nó là một cách thể hiện tình yêu của các vị thiên thần dành cho các bạn á. Bởi vì chỉ khi được tỉnh lại thì các bạn mới có thể lắng nghe được con tim của mình, từ đó mà các bạn có được những cái lựa chọn sáng suốt cho tương lai của mình hơn ha. Cho nên là có một lời nhắn là cái giai đoạn này được xem là một món quà, một cách thể hiện tình yêu của các vị thiên thần hộ mệnh dành cho các bạn. Có một số bạn trong tụ 1 thì có vẻ như là cái thời gian vừa qua các bạn phải làm một cái công việc mà mình không yêu thích cho lắm. Các bạn thích những cái công việc mà nó liên quan về sáng tạo hoặc là về nghệ thuật nhiều hơn. Thì cái tháng 9 này cũng là một cái cơ hội để cho các bạn ngẫm lại xem là các bạn có nên từ bỏ cái công việc mà mình không yêu thích kia để mà theo đuổi cái công việc về sáng tạo, về nghệ thuật mà bản thân các bạn yêu thích hay không ha. Và hãy nhớ là cái khoảng thời gian này là một cái khoảng thời gian mà các bạn xem như là để mà tự thưởng cho bản thân các bạn á. Các bạn có thể suy ngẫm được nhiều thứ và có thể làm được nhiều thứ dành cho bản thân mình ha. Điều đó nó giúp cho các bạn cân bằng và điều chỉnh lại năng lượng của mình ha. Rồi, các bạn có Life Lesson, Moody Phrase và Pussy Times and Multi-Ticking. Cái giai đoạn này nó rất là quan trọng với các bạn tụ 1 luôn á. Bởi vì là ngoài cái việc là nó giúp bạn nhận ra được phía trước các bạn cần trau dồi cái gì, cần lựa chọn cái gì, thì nó còn giúp cho các bạn nhận biết được những cái bài học trước đây của các bạn nữa.
Ví dụ như những cái mà các bạn đã trải qua thì nó giúp cho các bạn nhận biết được là bài học của những cái vấn đề trước đây là gì và có được nghiệm ra được những cái kinh nghiệm mà các bạn có được từ đó là gì nữa ha. Ví dụ như trước đây các bạn thất bại về một cái vấn đề gì đó thì khi có một cái khoảng tĩnh lặng lại thì các bạn nó giúp cho các bạn nhận ra được là nguyên nhân của cái thất bại trước đó là gì, từ đó mà các bạn rút ra bài học, ví dụ như vậy ha. Và cái giai đoạn tĩnh lặng này nó không mang lại nhiều lợi ích trong thế giới vật chất nhưng mà nó mang lại rất nhiều lợi ích cho cái thế giới tinh thần của các bạn. Vừa nhìn ra được những cái lợi ích đó là vừa nhìn ra được bài học từ những sai lầm cũ, vừa có thể lắng nghe con tim để mà lựa chọn chính xác hơn cho cái chặng đường phía trước của các bạn ha. Đây là một cái tháng, tháng 9 là một cái tháng mà mang một cái năng lượng rất là tĩnh lặng và quán chiếu nội tâm dành cho các bạn tụ một ha. Rồi, ok, và vừa rồi là toàn bộ trải bài của mình dành cho các bạn tụ một với chủ đề tổng quan năng lượng tháng 9 ha. Cảm ơn các bạn tụ một đã lắng nghe và hẹn gặp lại các bạn trong những trải bài sau. Xin chào các bạn tụ 2, bây giờ thì chúng ta cùng vào trải bài để xem tổng quan năng lượng tháng 9 này sẽ có gì cho các bạn ha. Và vì đây là trải bài theo năng lượng chung nên mình mong là các bạn hãy lắng nghe thật cởi mở, thật khách quan và hãy chọn lọc những thông điệp mà nó phù hợp với câu chuyện của các bạn thôi ha. Không cần phải gán ghép tất cả vào nếu như mà nó không đúng nha. Rồi, mình sẽ xem các lá tarot trước ha. Các bạn có Eight of Pentacles, Three of Swords, ba kiếm, The World và các bạn có Ten of Swords, 10 kiếm. Năng lượng trong tháng 9 này của các bạn tụ 2 á, nó sẽ là các bạn sẽ phải chấm dứt hoặc là sẽ phải kết thúc một điều gì đó ha. Và cái điều đó nó là cái mà các bạn đã từng rất là nỗ lực, đã từng rất là gắn bó với nó. Và tháng 9 này thì các bạn sẽ bước vào cái giai đoạn là chấm dứt cái đó, cái mà các bạn đã từng rất là nỗ lực đó ha. Thì những cái mà gắn bó lâu dài, những cái mà các bạn nỗ lực, mình ví dụ như là công việc các bạn đã làm lâu năm này, hoặc là người yêu các bạn quen nhiều năm này, hoặc là nói chung là một cái điều gì đó mà các bạn gắn bó lâu dài, cũng có thể nó là một cái nơi ở ha, thì các bạn sẽ bước vào cái giai đoạn kết thúc cái vấn đề đó. Bởi vì là chu kỳ của nó đã đến lúc kết thúc rồi và để cho bạn bắt đầu một cái chu kỳ mới với những cái trải nghiệm mới ha. Có thể là các bạn sẽ nhận biết được là cái lý do vì sao mà nó kết thúc á, thì cái lý do kết thúc thì nó sẽ không mấy là vui vẻ. Khi các bạn biết được á, thì các bạn sẽ khá là tổn thương á ha. Nhưng rồi khi mà cái điều này nó xảy ra và nó đã qua đi rồi á, thì nó giúp cho các bạn mở rộng cái thế giới quan của các bạn hơn, giúp cho các bạn hiểu được theo cái kiểu là nhận thức của các bạn á, nó sẽ được nâng lên ở một cái tầm cao hơn, kiểu như là à thì ra chuyện như vậy mà cũng có thể xảy ra nè, hoặc là à thì ra càng nắm chặt càng dễ mất vân vân. Nói chung là nó sẽ cái chuyện này nó sẽ giúp cho các bạn nâng cái tầm nhận thức của các bạn lên một cái bậc cao hơn nữa ha, và nó giúp mở rộng cái thế giới quan của các bạn nhiều hơn. Từ đó mà nó giúp cho các bạn dễ chấp nhận mọi thứ đến với cuộc đời của mình hơn, cũng dễ buông bỏ những thứ mà nó không còn phục vụ cho các bạn dễ dàng hơn ha. Rồi, mình xem cái lá tarot này ha. Các bạn có Eight of Water, Eight of Fire, Eight of Air và các bạn có Unity.
sự kết thúc này á, bù lại thì nó cũng mang lại rất là nhiều điều mới cho các bạn. Trong đó có cái việc là giúp các bạn tiến thêm một bước mới trong cái việc tăng trưởng về tinh thần đó ha. Giống như mình nói lúc nãy, có nghĩa là các bạn biết buông bỏ dễ dàng hơn và biết chấp nhận dễ dàng hơn đó ha. Và đồng thời nó cũng giúp cho các bạn nâng cao trực giác của mình nữa, vì các bạn chịu lắng nghe và đi theo tiếng nói của trái tim của mình. Ở đây có một số bạn sẽ tăng trưởng về khả năng tâm linh nữa nè. Ví dụ như là các bạn sẽ bắt đầu tìm tới thiền nè, hoặc là tìm tới những cái phương pháp healing chữa lành á, hoặc là tìm tới yoga, vân vân ha. Thì năng lượng của những lá bài này thì nó khi mà rơi vào tầm cuối tháng 9 á, thì các bạn sẽ có được cơ hội để mà các bạn bắt đầu lại cái mới. Như chẳng hạn như là thử những cái giấc mơ mới, những cái điều mà các bạn trước đây đã từng khát khao á, thì cuối tháng 9 này nó sẽ có một cái cơ hội mới cho các bạn thử ha. Và khi mà thử thì các bạn hãy phải nhớ là mình phải chấp nhận rủi ro ha. Không có cái nào mà nó chắc chắn an toàn 100% cả. Nhưng mà được một cái là các bạn có cơ hội để mà theo đuổi cái điều của mình khát khao ha. Thì một số bạn nó sẽ có một cái năng lượng như là các bạn sẽ hơi bị thiếu tự tin và sẽ hơi chần chờ, bởi vì cái cơ hội này á nó là một cái quá mới với các bạn. Thì khi đó các bạn có cái lá lời khuyên Unity này nè, các bạn hãy thử, nếu mà các bạn quá tự ti về bản thân, không tự tin về bản thân lắm á, thì các bạn hãy thử làm việc chung hoặc là khởi nghiệp chung với một hai người bạn mà các bạn cảm thấy là cùng chung chí hướng, cùng chung cái tư tưởng á, hoặc là các bạn tìm lời khuyên từ những người đã đi trước trong cái lĩnh vực mà các bạn muốn theo đuổi đó ha. Tìm lời khuyên, tìm cố vấn, thì lúc đó các bạn kiểu như là các bạn được ảnh hưởng cái năng lượng từ cái người đó rồi, thì các bạn sẽ có thêm được cái sự tự tin cho mình nhiều hơn ha, để mà các bạn theo đuổi điều mà các bạn mong muốn á. Rồi, ok, mình xem các bạn có The Dream, The Song và The Return. Wow, các bạn tụ hai sẽ được thôi thúc rất là mạnh mẽ luôn á, để mà kết thúc một điều gì đó. Có thể là các bạn sẽ rất là buồn, sẽ rất là tiếc nuối, sẽ có những cái cảm xúc nó hơi tiêu cực, nhưng mà các bạn cảm thấy như là mình không thể nào tiếp tục được nữa, và cái sự thôi thúc để cho các bạn chấm dứt một cái điều gì đó nó rất là mạnh mẽ ha. Có thể là các bạn cảm nhận được từ trước đó rồi, ví dụ như là có những cái giấc mơ nó dự báo, hoặc là có những cái dấu hiệu mà nó xuất hiện, nó dự báo trước cho bạn là cái điều này nó sẽ kết thúc rồi á. Cái điều này chứng tỏ một điều là cái trực giác của các bạn tụ hai khá là tốt nè. Và có vẻ như là có một vài mối quan hệ các bạn tụ hai á, làm cho nó không còn hòa hợp với các bạn nữa. Có nghĩa là có một số mối quan hệ của các bạn á nó không hòa hợp, nguyên nhân là vì có thể là do các bạn lỡ lời, hoặc có thể là do các bạn vô tâm, hoặc có thể là do các bạn khác quan điểm với họ, vân vân ha. Thì có thể mình thấy cái câu chuyện đó có thể là một trong những cái mà các bạn phải kết thúc á. Nhưng mà không sao, bởi vì khi một điều gì đó nó kết thúc có nghĩa là đã đến lúc mà nó dạy cho bạn học được một điều gì đó ha. Ví dụ như là các bạn tự ngẫm xem là trong cái mối quan hệ không hòa hợp đó các bạn học được những gì và rút ra kinh nghiệm gì cho bản thân để mà các bạn cải thiện trong những mối quan hệ sau ha.
Và lá The Return này nó là một cái cơ hội thứ hai dành cho các bạn á. Các bạn rất là được vũ trụ ưu ái ha, tặng cho các bạn một cái cơ hội thứ hai. Các bạn có thể sẽ có những cái cảm xúc như là tiếc nuối hoặc là trốn tránh sự kết thúc. Nhưng cái cơ hội thứ hai nó sẽ được đưa tới để cho các bạn có thể bắt đầu lại. Vì vậy, đừng quá bi quan, đừng quá tiêu cực, đừng quá là để mình chìm vào cái tiêu cực quá lâu trong cái sự kết thúc này ha. Vì cái cơ hội thứ hai nó sẽ tới để cho các bạn bắt đầu lại với một cái năng lượng mới nữa ha. Rồi, để mình xem cái lá Oracle các bạn có gì ha. Unknown Territory, Narrow Pathway và Overcoming Obstacles. Khi mà một cái vấn đề gì đó kết thúc á, nó sẽ dẫn đến cái tình trạng, cái năng lượng là các bạn sẽ bị, đa số là sẽ bị hoang mang nè, không biết đi đâu, về đâu, hoặc là sau này là sẽ như thế nào đó chẳng hạn ha. Thì có một cái lời cổ vũ ở đây dành cho các bạn, đó là dù là đang ở giai đoạn nào thì các bạn cũng đều đang ở đúng nơi mà các bạn cần đến cả. Các bạn cảm thấy là mờ mịt thì các bạn vẫn hãy cứ bước đi, rồi sương mù nó sẽ tan dần theo từng bước chân của các bạn ha. Nó sẽ lộ ra con đường sau cái bức màn sương mù này thôi. Chỉ cần các bạn lắng nghe trái tim của mình thì nó sẽ dẫn dắt cho các bạn đi đúng đường ha. Và trong cái giai đoạn này các bạn được khuyên là đừng đưa ra những cái quyết định nào mà nó nhanh chóng ha. Các bạn cần phải tập trung và suy nghĩ thấu đáo hơn. Bởi vì sau cái giai đoạn này nó sẽ rất là quan trọng, cho nên là các bạn cần tập trung cho bản thân nhiều hơn nè, rồi suy nghĩ thấu đáo hơn những cái vấn đề mà mình cần phát triển trong tương lai ha. Và các bạn hãy luôn nhớ là chúng ta luôn có con đường để đi, vì khi mà một cái cánh cửa này đóng lại không phải là nó chấm dứt tất cả đâu, mà là nó sẽ mở ra một cái chương mới với một cái cánh cửa mới. Chỉ cần là các bạn đừng mãi ngồi ngay cái cánh cửa đã đóng đó, mà các bạn cần phải đứng lên và đi tìm cái cánh cửa khác đó cho mình ha. Luôn luôn có nha các bạn, không phải là một cánh cửa đóng lại là tất cả chấm dứt đâu, mà luôn luôn có những cái cánh cửa khác cho chúng ta ha. Rồi, để mình xem record này, các bạn có Trustworthy Guidance, Energy Work, và các bạn có Let Your Past Go. Có thể là có một số bạn có rất là nhiều cái ý tưởng nó xuất hiện trong đầu của các bạn, thì đó chính là những cái gợi ý cho cái hướng đi tiếp theo của các bạn mà vũ trụ đưa xuống đó ha. Cho nên là các bạn hãy tin theo. Để mình đưa gần cái lá bài này cho các bạn xem. Giống như trong cái lá bài này á, có một cái vị thiên thần đang nhắc nhở cái người đàn ông này. Khi mà người đàn ông này đang viết nè, thì có thể là có những cái nó có ý nghĩa là những cái ý tưởng hay là những cái gì đó nó xuất hiện trong đầu của các bạn á, thì đó là được vũ trụ đưa xuống á. Cho nên là các bạn hãy cứ tin tưởng và làm theo nó ha. Có một số bạn sẽ lờ mờ cảm nhận được một cái chuyện gì đó của bản thân mình nó sắp kết thúc, và đồng thời cùng lúc luôn là các bạn sẽ nhận được gợi ý hoặc là ý tưởng cho cái bước tiếp theo của các bạn á. Các bạn tụ hai rất là dồi dào cái năng lượng làm việc nè, cho nên là cho dù cái vấn đề gì đó kết thúc á, thì các bạn cũng sẽ không bị chìm vào cái tiêu cực quá lâu, mà các bạn rất nhanh thôi thì các bạn sẽ tiếp tục đứng dậy, nỗ lực tiến về phía trước ha. Đây là một cái tinh thần khá là tốt và nó được cổ vũ rất là nhiều cho các bạn.
Tất nhiên là sẽ không tránh được những cái cảm giác tiếc nuối hoặc là đau buồn và khiến cho các bạn mệt mỏi ha. Thì các bạn cần phải giải tỏa nó, cố gắng giải tỏa nó và chỉ giữ lại những cái bài học và giữ lại tình yêu dành cho mình, giữ lại những điều tích cực cho mình thôi ha. Còn lại thì hãy bỏ lại mọi thứ ở quá khứ để cho các bạn không bị áp lực quá nhiều đó ha. Các bạn có queerness, sensitive emotion và các bạn có love life. Thì nó là một cái thông điệp lặp lại, đó là có thể là phần lớn những thứ mà các bạn còn phải buông bỏ, còn phải kết thúc á, nó là những thứ mà đã gắn bó rất là lâu với các bạn. Nhưng đồng thời gắn bó lâu nhưng đồng thời nó cũng đem lại cho bạn nhiều sự mệt mỏi á. Ví dụ như công việc các bạn làm lâu nhưng mà các bạn không thật sự thích nó nè, hoặc là những cái mối quan hệ các bạn đã quen biết lâu nhưng mà các bạn không thật sự hạnh phúc nè, vân vân ha. Thì với cái sự kết thúc này nó sẽ giúp cho các bạn được phục hồi lại tinh thần của mình rất là mạnh ha. Thì trước khi mà cái tinh thần nó được phục hồi á, thì cái sự buồn bã nó sẽ đến trước. Bởi vì khi mà phải kết thúc một cái gì đó thì cảm xúc của con người luôn là buồn bã mà ha, nên điều đó rất là bình thường. Nhưng mà rất nhanh thôi các bạn sẽ vượt qua được nó. Cái lá love flower ở cuối cùng này là để khẳng định với các bạn rằng là sau cái vấn đề này, sau cái giai đoạn này, cuộc sống của các bạn á, nó sẽ được tái tạo lại với nhiều năng lượng tốt đẹp hơn. Ví dụ như các bạn sẽ gặp được một cái tình yêu lãng mạn hơn, một mối quan hệ hòa hợp hơn, hoặc là công việc thì suôn sẻ hơn, vân vân ha. Vậy nên là các bạn hãy cố gắng điều chỉnh tâm trạng của mình, hoặc là tìm hiểu những cái phương pháp mà cân bằng tâm trí á, để cho các bạn vượt qua cái giai đoạn này nó bình an hơn ha. Rồi, thì năng lượng tháng 9 này của các bạn tụ hai sẽ là kết thúc một cái điều gì đó quen thuộc nhưng làm cho các bạn mệt mỏi. Đồng thời thì các bạn cũng sẽ có những cái gợi ý, những cái ý tưởng cho cái hướng tiếp theo trên hành trình của mình ha. Ok, và vừa rồi là toàn bộ trải bài của mình dành cho các bạn tụ hai với chủ đề năng lượng tháng 9 dành cho các bạn ha. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe và hẹn gặp lại các bạn trong những trải bài sau. Xin chào các bạn tụ ba. Bây giờ thì chúng ta cùng vào trải bài để xem tổng quan năng lượng tháng 9 có gì cho các bạn ha. Và vì đây là trải bài theo năng lượng chung nên mọi trải bài chỉ mang tính chất tham khảo. Vì vậy mình mong là các bạn hãy lắng nghe thật cởi mở, thật khách quan và hãy chọn lọc những thông điệp mà nó phù hợp với câu chuyện của mình thôi ha. Không cần phải gán ghép tất cả vào nếu như mà nó không đúng ha. Rồi, mình sẽ xem các lá tarot trước ha. Các bạn có Ace of Wands, The Chariot. Các bạn có Six of Pentacles, 6 tiền và Four of Cups, 4 ly. Năng lượng tháng 9 của các bạn tụ ba phải nói là nó có đủ các cung bậc luôn á, các cung bậc từ cao trào cho đến cân bằng lại và cho đến hơi đau xuống một chút nè ha. Thì ở cái khoảng đầu tháng á, thì có thể là các bạn sẽ có cái năng lượng là được thúc đẩy, được thôi thúc để làm một cái điều gì đó, có nhiệt huyết để mà theo đuổi một cái điều gì đó ha. Với một cái tinh thần, theo đuổi với một cái tinh thần rất là tốt và rất là hào hứng với nó. Có thể là một cái việc gì đó mà nó nho nhỏ thôi, ví dụ như là học thêm một cái điều gì đó, hoặc là tập làm một cái điều gì đó vân vân. Thì nó là một cái điều nho nhỏ nhưng mà các bạn có một cái tinh thần rất là nhiệt huyết với nó này ha. Và The Chariot, các bạn nếu mà theo đuổi và làm theo cái sự thôi thúc,
cái cảm giác được thúc đẩy để làm đó thì nó sẽ mang lại thành công cho các bạn nè. Và sau đó thì cái năng lượng của các bạn nó sẽ bắt đầu nó xuống lại cái mức cân bằng, nó ở lại cái thế cân bằng. Có nghĩa là các bạn sẽ không còn quá nhiệt huyết, quá cao trào, quá phấn khích với nó nữa, nhưng mà các bạn cũng không có từ bỏ, các bạn vẫn tiếp tục với nó. Tuy nhiên là sau đó thì cái năng lượng của các bạn nó sẽ lại hơi trì trệ một chút xíu. Có thể là các bạn sẽ có cảm giác là hơi nản với cái việc đó một chút, nó làm cho các bạn, cái năng lượng của các bạn á, hơi đau xuống một chút ha. Thì đó, cái năng nói chung là cái năng lượng của các bạn tụi ba trong tháng 9 này á, nó đủ các cung bậc luôn á. Rồi, để mình xem cái lá tarot này thêm phải có gì ha. Three of Fire, Eagle, các bạn có Knight of Fire, kỵ sĩ gậy, và The Wheel of Fortune, The Wheel. Thì cái lời khuyên dành cho các bạn á, khi mà một cái cơ hội nó đến, như hồi nãy mình nói là khi mà các bạn được thúc đẩy, được thôi thúc để làm một cái điều gì đó rồi á, thì các bạn hãy cố gắng duy trì và lập kế hoạch lâu dài cho nó ha. Bởi vì ban đầu nó chỉ là một cái nhỏ, nhưng nó chính là một cái, gọi là một cái mầm cây để mà phát triển cho sau này, nếu mà các bạn chịu tưới tắm, chịu vun trồng cho nó đó ha. Tại vì nếu không thì các bạn sẽ rất là dễ bị nản, rất là dễ bị mất phương hướng nè. Các bạn hãy giữ cái suy nghĩ, cái tư duy cho mình rằng là từ một cái việc nhỏ, từ một cái hạt mầm nhỏ, nếu mà các bạn biết duy trì, biết chăm bón cho nó, thì nó sẽ là một cái nền móng tốt, một cái bước đệm vững chắc rất là lớn cho tương lai ha. Mình thấy là với cái năng lượng của các lá bài này thì cái sự thôi thúc này á, nó đồng thời nó cũng mang lại rất là nhiều tin vui cho các bạn nữa. Chỉ cần các bạn kiên nhẫn với nó, và đừng quá hấp tấp ha. Một lời khuyên nữa, một cái thông điệp nữa dành cho các bạn tụ ba, đó chính là trong tháng 9 này các bạn cần chú ý lại cái mức chi tiêu của mình ha. Có thể là sẽ có vài cái khoản chi vô lý làm cho các bạn bị hao hụt tài chính á, thì các bạn cần chú ý cái vấn đề đó hơn nè. Bởi vì khi mà giai đoạn này các bạn chi tiêu vô lý á, thì cái giai đoạn sau có thể là các bạn sẽ không còn một cái khoản nào đó để cho phục vụ cho cái điều mà các bạn theo đuổi nữa ha. Cho nên là nó được nhắc tới ở trong cái trải bài này nè. Và cái cơ hội mới này á, cái sự thúc đẩy, cái sự thôi thúc này á, nó giống như là cái sự thôi thúc để mà các bạn làm một cái điều gì đó mới á, nó giống như là một cái sự bù đắp cho các bạn vậy á. Bởi vì có thể là trước đây các bạn đã không thành công, các bạn đã thất bại trong một cái lĩnh vực nào đó rồi, cho nên là đây sẽ là một cái cơ hội mới và cho các bạn trải nghiệm lại. Cho nên nó là một cái sự thúc đẩy rất là mãnh liệt luôn ha. Và mình thấy cái thông điệp là các bạn cần chú ý lại về chi tiêu rất là mạnh ở trong cái trải bài này. Để mình xem cái Dreamist, The Shield, và các bạn có The Flow, The Flow. The Mist. Rồi các bạn có lời khuyên là hãy thận trọng khi quyết định phương hướng tiếp theo cho mình ha. Các bạn đừng quá hấp tấp mà các bạn cần bình tĩnh hơn. Cũng đừng suy nghĩ quá phức tạp khi mà cái cơ hội này nó đến. Thì
Các bạn cần lên kế hoạch cụ thể và lâu dài. Nó cũng là một cái thông điệp lặp lại giống như hồi nãy mình nói ha. Nên là nó sẽ mang lại, khi mà lên kế hoạch lâu dài thì nó sẽ mang lại thành công cho các bạn ha. Còn nếu không thì các bạn sẽ rất là mâu nản luôn á, và các bạn không biết được là cái hướng tiếp theo nó sẽ phát triển như thế nào. Điều đó nó làm cho các bạn không còn nắm bắt được cái cơ hội này nữa ha. Và các bạn có lá The Shield, các bạn được bảo vệ, đồng thời các bạn nhận được cái sự trợ giúp, cái sự giúp đỡ từ những người thân trong gia đình rất là nhiều. Khi mà các bạn nắm bắt cơ hội với cái sự thúc đẩy này rồi á, thì các bạn sẽ được sự ủng hộ và giúp đỡ rất nhiều từ người thân trong gia đình ha. Và cái sự thúc đẩy từ một cái cơ hội trong tháng 9 này á, nó là một cái bước ngoặt rất là quan trọng nha. Nó nhỏ nhưng mà nó quan trọng. Nếu mà các bạn đủ nỗ lực theo đuổi á, thì sau này các bạn sẽ bớt được cái gánh nặng về mặt tài chính rất là nhiều nè. Và những cái áp lực theo đó nó cũng sẽ vơi bớt đi nữa. Nói chung đây được xem như là một cái nút gỡ, một cái mối gỡ cho những cái áp lực tài chính của các bạn á. Rồi để mình xem các lá Oracle. Các bạn có Quiet Leader, Taking Center, cái xóm của mình không hiểu sao sáng nay hơi ồn. Nếu mà các bạn có nghe được âm thanh thì các bạn thông cảm giúp mình ha. Feel from a pole. Nếu mà các bạn nắm bắt được cái cơ hội này á thì nó giống như là một cái cơ hội để cho bạn được tỏa sáng, để cho bạn được là chính mình. Có thể là với cái sự thôi thúc để bắt đầu một cái khởi đầu mới này, nó giúp cho các bạn tự vươn lên trở thành một người soi đèn cho chính mình. Hoặc là nếu mà bạn nào thích làm việc nhóm á, thì các bạn sẽ cái sự thúc đẩy này nó giúp cho các bạn có cái tinh thần dẫn dắt người khác nhiều hơn ha. Bên cạnh đó có thể là còn có một số gọi là một số đổi mới nho nhỏ trong cuộc sống của các bạn nữa. Có thể là ví dụ như là các bạn bắt đầu dọn dẹp, trang hoàng, trang trí lại không gian sống của mình cho nó sống động hơn nè, hoặc là các bạn bắt đầu tập trung chăm sóc bản thân hơn, rồi gặp gỡ, kết nối những người bạn mới hoặc là hàn gắn lại mối quan hệ ha. Nói chung là nó sẽ đan xen với nhiều cái sự thay đổi mới trong cuộc sống của các bạn nữa. Và một lời khuyên cho các bạn đó là tuy là các bạn có nhiệt huyết cho một cái khởi đầu mới, và nhưng mà để cho nó không bị tụt năng lượng xuống cái sự chán nản á, thì các bạn cố gắng là để cho mình đừng có quá sa lầy vào chi tiết, sa lầy vào tiểu tiết ha. Nó sẽ làm các bạn mất thời gian và mất năng lượng. Các bạn cần phải để ý vào một cái bức tranh tổng thể hơn, nhìn rộng hơn để mà thấy được cái bức tranh toàn cảnh cho tương lai á. Từ đó thì các bạn sẽ có một cái tinh thần mà nó nỗ lực tốt hơn là chỉ tập trung vào những cái tiểu tiết ha. Tập trung vào tiểu tiết quá nhiều á, nó sẽ làm cho các bạn rất là dễ bị tiêu hao năng lượng ha. Rồi để mình xem cái lá Oracle. Rework yourself. Change in direction. Và clean and detox. Thật sự là nó, những cái lá bài này nó lặp lại một cái lời khẳng định, đó chính là cái năng lượng tháng 9 của các bạn tụ ba sẽ đầy đủ cung bậc luôn. Và cái năng lượng nhiệt huyết vào đầu tháng của các bạn á, nó là một cái món quà, cho nên là hãy cố gắng giữ nó càng lâu càng tốt ha. Và mặc dù sau đó có những lúc mà năng lượng của các bạn lúc lên lúc xuống á, thì cũng hãy tin rằng đó đều là sự dẫn dắt
từ vũ trụ, từ hai sale của các bạn, để cho các bạn học được bài học của mình ha, đó là không cần phải lo lắng hoặc là không cần hoặc là không bị cảm xúc nó chi phối vân vân. Thì và để cho các bạn lắng nghe được trái tim của mình nữa, đó là khi mà sự thôi thúc nào đó nó đến á, thì hãy làm theo nó ha. Vì cái sự thôi thúc đó chính là cách mà higher self hoặc là vũ trụ giao tiếp với chúng ta ha. Một số bạn thì ngoài cái việc là cần quán xuyến lại cái mức chi tiêu của mình á, thì cũng cần phải chú ý tới sức khỏe của cơ thể mình nữa ha. Mình ví dụ như là những cái việc như là thức khuya hoặc là ăn nhiều dầu mỡ, hoặc là một cái việc gì đó mà về lâu về dài á, nó không có lợi cho sức khỏe á, thì các bạn hãy cố gắng tập bỏ bớt ha. Có thể là nó đã có một cái ảnh hưởng gì đó đến sức khỏe của các bạn rồi, cho nên là các bạn mới lên một cái thông điệp là cần chú ý đến sức khỏe của cơ thể hơn ha. Bởi vì cơ thể là ngôi đền bảo vệ cho linh hồn và tâm trí của các bạn, cho nên là nó cần phải được chăm sóc, cần được khỏe mạnh ha. Các bạn có high tennis intuition, trực giác của các bạn nè, Precise time and multitasking, và sensitive emotion. Cái lá higher ten intuition này thì đó, nó nói về trực giác ha. Thì nó lặp lại một lần nữa, nó khẳng định với các bạn một lần nữa, đó là hãy nghe theo cái sự thôi thúc, cái sự mách bảo của các bạn. Khi mà các bạn được thôi thúc để làm một cái điều gì đó thì hãy nghe theo nó ha. Các bạn tụ ba là những người rất nhạy về năng lượng luôn á. Thì trong tháng 9 với cái sự thôi thúc làm một điều gì đó mới á, cùng với đó là nhiều việc xảy ra làm năng lượng của các bạn lúc cao lúc thấp á, thì có thể là trong tháng 9 các bạn sẽ khá là bận rộn ha. Bởi vì nó sẽ có nhiều việc xảy ra, nó không phải là việc gì lớn, nó chỉ là những cái nho nhỏ nhưng mà nó xảy ra nhiều, cho nên là có thể là nó làm cho các bạn sẽ khá là bận rộn. Nhưng mà vẫn phải nhớ là dành thời gian để mà chăm sóc cho bản thân mình và quán xuyến lại chi tiêu ha. Mình thấy cái thông điệp của những cái lá Oracle sau này thì nó nhắc lại rất nhiều về cái việc là cần chăm sóc sức khỏe của cơ thể và cần lập kế hoạch chi tiêu nó khoa học hơn ha. Rồi, ok, đó là toàn bộ trải bài của mình dành cho các bạn tụ ba với chủ đề tổng quan năng lượng của tháng 9 này ha. Xin cảm ơn các bạn tụ ba đã lắng nghe và hẹn gặp lại các bạn trong những trải bài sau.